chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, sáng ngày hôm nay thì Yến làm khởi công xây dựng cây cầu yêu thương số 10. Đó là cây cầu mà ngày hôm trước Yến có chia sẻ là cây cầu hơn 50 năm ở kế bên chùa Khmer. Dạ, ngày hôm nay thì Yến đã nhận được đủ số tiền kinh phí được cô chú Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con để làm lại cây cầu này, là cầu yêu thương số 10. Dạ thì trước tiên Yến cũng xin thay mặt cho bà con rất là cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà con có thể làm lại cây cầu mới an toàn chắc chắn hơn để bà con đi qua lại cho nó thuận tiện. Dạ thì cây cầu của mình hôm nay thì Yến chưa có, hôm nay thì là cái phần cầu này thì ở bên địa phương với bên chùa người ta sẽ đập bỏ cái phần cầu này, để còn cái phần mình làm là mình làm mới luôn để khi chơi trao trả mặt bằng. Thì hôm nay trước mắt là thợ cũng chuẩn bị một số khâu chuẩn bị thôi, còn phần cầu này là do là bây giờ mình đập tay thì không thể nào đập nổi hết, để nó quá lớn đi thì bắt buộc phải làm kêu máy lại, kêu máy Kobe lại thì đập mới được. Dạ thì về cái phần mà danh sách được quý cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ để xây dựng cầu thì Yến sẽ công bố rõ ràng trong cuối video ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Nha. Bây giờ hôm nay thì bên đây thì mấy chú họ cũng có chuẩn bị một phần cúng kiến để mình làm cầu cho nó thuận tiện suôn sẻ. Nha. Dạ bên đây. Dạ. À, bên đây thì bữa nay thì mình đào trước cái phần móng để mình khởi công, mình động thổ mình khởi công trước cô chú anh chị. Dạ, thì cũng như thường lệ thì mấy chú cũng sẽ đào những cái lỗ chỗ cột lớn để mình làm những cái móng băng ở bên trong cho nó chắc chắn, để cho cái phần này thì em bữa cũng có nói rồi đó, thì cái này mình đào là mình đào xuống dưới là hơn 2 mét của chú anh chị, đào rất là sâu để đảm bảo cái phần móng của mình nó mới cứng, mới bám chắc vô trong. Dạ. À, và hôm nay thì Yến cũng xin nói một chút xíu về cái phần cầu của mình. Dạ. À, mình sẽ làm vị trí là coi như là cũng tương đương ở trên cái vị trí cũ luôn. Dạ, là làm cầu tương đương ở trên vị trí cũ luôn. Lúc đầu là có tính di chuyển qua một bên một chút, nhưng mà do là ở đây thì mình làm cho nó thuận tiện cái đường thì bắt buộc làm lại trên cầu cũ. Dạ. Và cầu của mình thì mình cũng làm với kích thước là chiều ngang là 3,2 m và chiều dài là 26 m. Thì cầu này cô chú anh chị thấy đó, nó vừa rộng và cái chiều dài thì lại rất là dài, coi như là cầu này là lớn nhất trong những cái cầu mà trước giờ Yến làm cho tới thời điểm hiện tại này. Dạ, ngang là 3,2 m, dài là 26 m. Thì kinh phí làm cho cầu này á, là 232 triệu đồng. Yến thấy số tiền nó quá trời lớn luôn. Lần đầu tiên mà Yến mà vận động mà một cái công trình mà nó lớn tới như vậy. Dạ, thì mà cái kích thước cầu thì nó cũng tương đương, 3,2 m thì nó cũng tương đương với cái cầu cũ này luôn á cô chú như vậy, tại vì cái mặt đường này thì nó cũng cỡ đó luôn. Dạ, cho nên là mình làm tương đương để cho bà con qua lại. Do là cái phần cầu này á, trước mắt thì mình cũng phải đập hai bên, đập dở hết nguyên cây cầu này ra thì mình mới có thể làm phần móng ở dưới này được, cho nên là hiện tại thì bữa nay mình chỉ khởi công mình đào cái phần móng, cái lỗ hai bên trước thôi, lỗ ghìa trước thôi cô chú anh chị. Dạ, thì mấy anh cũng đập sơ sơ thôi, đập sơ sơ trước thôi, còn cái phần mà tại vì mấy cái chân cầu ở dưới thì nó đồng ý là nó đã rất là mục rồi, nhưng mà mình làm bằng tay thì mình làm cũng không hết nổi, nó mất thời gian lắm, mướn máy lại thì sẽ làm nhanh hơn. Dạ. Đó, mấy chú sẽ đập trước mấy cái phần ghìa trước cho mình. Cô chú anh chị thấy là phần mấy cái phần cầu của mình là nó đã mục rất là nhiều rồi, cho nên là chỉ làm sơ sơ thôi là cô chú anh chị thấy làm nhẹ nhẹ thôi là nó đã ra hết trơn rồi. Nha, nó xuống cấp lắm rồi, hơn 50 năm rồi cô chú anh chị thấy, một cái khoảng thời gian rất là dài cho cây cầu này rồi. Nha. Thì trước mắt thì hôm nay vừa cho do là chưa dỡ cầu cho nên là mình chỉ làm những cái khâu chuẩn bị thôi. Họ cũng có mua sắt lại để mình bo sắt, để mình bo sắt trước để cho những cái phần cột, thì đợi xong thì mình bắt đầu mình sẽ đổ cái phần cột vô, đổ cột luôn, đổ cột để cho cột khô để mình xuống chân cầu. Cô chú anh chị thấy bữa mình cũng có coi rồi đó. Cô chú anh chị thấy cái phần cầu của mình đó, những cái chân cầu nó đã mục, nó hở ra những cái lỗ kế như vậy rồi. Dạ. Yeah. Yến có nghe thợ nói là cái cầu này nè, hồi lúc trước là không có chân nhiều như đâu cô chú anh chị, là cũng có ít cái chân thôi, rồi xong á sau đó do cầu yếu quá cho nên người ta làm thêm nói thêm nế thêm vô á, cho nên mình nhìn thấy cầu nhiều chân, chứ thật ra là hồi xưa cầu không có nhiều chân tới như vậy cô chú anh chị, là mới làm thêm thế này. Yến có nghe mấy chú thợ ở đây nói như vậy đó. Dạ. Cô chú anh chị thấy không, cột ha, mà hở lỗ, nó nứt cái lỗ nào lỗ nấy là bự dữ lắm luôn, nhét nguyên ngón tay vô vẫn còn vừa, rất là bự.
Đó, dạ. Bên đây thì mấy chú đang bôi cái phần sắt nè. Hôm nay mình cũng có cúng kiến đầy đủ trái cây và hoa. Lúc đầu thì tính là dời cái vị trí cầu mình dời qua một chút, nhưng mà dời qua một chút thì ở bên chùa thì sư thầy có nói là như vậy thì vô trong cái phần cổng chùa như vậy thì không có được, cho nên là mình làm ngay cái vị trí cầu cũ luôn chứ không thay đổi nữa. Dạ. Bên đây thì mấy chú đang bo sắt, mình bo sắt để mình đổ chân cột của cầu. Dạ, cô chú anh chị thấy cái cầu của mình, nó cầu cũ thì nó rất là dài, cho nên và cái cầu mà mới mình làm thì cũng là chiều dài 26m, là tương đương với cái cầu cũ này luôn nha cô chú anh chị. Chiều dài là và chiều ngang là của mình coi như là cũng không có thay đổi gì hết, và cái độ cao của cầu cũng vậy. Cô chú anh chị thấy mặc dù cái sông này thì nó không có to, nhưng mà do cái cầu này là cái hướng của nó là hướng xéo, cho nên nó là cái cầu của mình nó mới bị dài. Dạ, tại vì cái hướng xéo thì nó mới tiện với cái đường mà đã có sẵn, cái đường đan đã có sẵn như vậy là nó mới thông luôn như vậy. Dạ, và cái độ thông thuyền của cầu mình làm tương đương luôn, mặc dù thì cái sông nhỏ nhưng mà cũng có ghe máy cắt ghe lớn mà người ta cũng có qua lại, cho nên mình phải giữ cái độ cao này thì mới đảm bảo là ghe thuyền nó đi qua không thoáng lọt được. Dạ, bữa nay là mình khởi công, nhưng mà chắc là khoảng ngày mai là sẽ là dỡ luôn cả cái cầu này, thì chắc là trong thời gian này là mình sẽ phải dựng bảng để cho mọi người đừng có đi qua đi lại nữa. Rồi cầu này là tạm thời cái đường này là mình giống như là niêm phong lại luôn. Dạ, rồi bà con nếu mà đi qua đi lại thì chịu khó là có thể là đi bằng ghe, hoặc là có thể là phải đi đường dòng, chịu khó một thời gian đi đường dòng hơi xa. Do cầu này của mình nó thì nó hơi lớn, cho nên ý nghĩ cái thời gian xây chắc cũng cỡ 2 tháng mới có thể xong được. Dạ, cầu này lớn lắm thì cũng sẽ cố gắng xây sớm để cho bà con đi qua đi lại cho dễ, chứ không thôi là bà con sẽ phải đi đường dòng rất là xa, hoặc là phải đi đường ghe trong cái giai đoạn này. Dạ, thì thật sự mà nói là có cái cầu này á cô chú anh chị, là bà con này ta rất là mừng luôn, tại vì ở đây là cái lộ này là cũng là một cái lộ chính ở trong xã, và bà con người ta đi qua đi lại rất là đông, đặc biệt là bà con người ta đi chợ hay đi chùa kế bên chùa, mà bởi vì bà con Phật tử người ta đi chùa rồi cũng đông dữ lắm, mà qua cái cầu thì rất là yếu cô chú anh chị. Cầu mới này mình làm á thì cũng giống như là mấy cầu kia mình làm luôn, là cũng sẽ có 4 hàng cột, mỗi hàng như vậy sẽ có 5 cây cột, và cột trụ của mình thì nó sẽ to. Rồi cô chú anh chị thấy cột nó nhỏ, nhưng mà cột trụ của mình làm nó sẽ rất là to, và làm to rồi mà cái 5 cây nữa nha cô chú anh chị. Hiện tại là mỗi cái hàng như vậy cô chú anh chị thấy chỉ có 2 cây cột thôi đó, nhưng mà mình làm mỗi hàng của mình tới 5 cây cột lận, và mình 4 hàng cột đó, để đảm bảo luôn. Mình làm là cây cầu này nó chắc chắn là để cho mai mốt ví dụ có xe lớn người ta chạy qua, xe tầm 16 chỗ trở lại đó, người ta chạy qua, người ta đi vô chùa hay là người ta đi xuống ngoài chợ hay ngoài xã gì, người ta cũng đi được hết trơn, qua lại đều được hết. Và đỡ một cái là hai bên đều đã có lộ rồi, nhưng mình chỉ còn có cây cầu này nữa thôi là coi như không thương luôn rồi đó cô chú anh chị nha. Dạ con chào chú. Chú ở gần đây hả chú? Tôi cũng ở nhà ở lối xóm đây nè. Ở bên kia cầu ha. Dạ, vậy là cũng thường xuyên qua đây hả chú hả? Dạ. Bữa con lại đây con thấy xe cộ người ta qua lại đông. Qua lại đông quá. Dạ. Rồi xe này chở vật tư này kia nọ cũng chạy lên xuống rồi. Cầu bên đây. Dạ. Mà cầu hơi xuống cấp rồi. Dạ. Mấy gần 50 năm rồi. Cỡ từ 50 năm trở lên rồi. Dạ. Bây giờ nó xuống cấp rồi, thấy bây giờ bên nhà hảo tâm có lòng hảo tâm làm cái cầu mới, tôi cũng mừng lắm. Dạ. Dạ, xin cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ, dạ, này thì cũng được nhiều cô chú mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con mình ha chú ha. Dạ. Dạ, để cho bà con mình có cái chỗ đi qua đi lại thuận tiện. Dạ, để đi tiện. Dạ, đi làm hay là đi chợ hay đi chùa thì mình cũng yên tâm hơn ha yên chú tâm ha. Hơn à. Dạ. Dạ. Dạ rồi thì bữa nay khởi công thì con nghĩ chắc cũng cầm 2 tháng á. 2 dạ. tháng là dạ. xong là mình có cầu ha chú ha. Dạ. Giờ thời gian này chịu khó đi ghe hoặc là đi vòng xung cơ giùm con ha. Ý tôi ra tính bắt cầu tạm để lên xuống. Cầu khỉ hả chú? Bắt cầu khỉ. Bắt cầu khỉ để đi bộ qua lại đầu đỡ ha. Dạ. Chịu khó chút xíu rồi. Tôi lên xuống đây là một ngày giờ 4 quận. À. Sáng chiều. Dạ. Sáng trưa chiều đó. Dạ. Qua bên làm thở bên trong chùa bên này nè. Dạ. Dạ. Nói chung ngày nào cũng đi qua đi lại nhiều. Dạ, mà bây giờ phải bắt bây giờ bấy cầu khỉ thì đi bộ đỡ, hồi nếu mà đi xe thì đi đường vòng vòng đường bên dạ, kia. Dạ, vòng chịu khó hơn. Dạ. Đây. Dạ, chịu khó hơi xa một chút xíu giùm con nghe. Dạ, dạ. Xong rồi cầu rồi mình
bình an rồi, được cái cầu mới rồi. Dạ, yeah, dạ rồi, con cũng chúc cho chú với bà con ở đây của mình được nhiều sức khỏe nghe chú ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì mình đã khởi công xây dựng cây cầu yêu thương số 10. Thì bà con ngày hôm nay người ta biết được cái tin này ai cũng mừng lắm cô chú anh chị. Tại cây cầu này bây giờ nó đã hơn 50 năm rồi, nó xuống cấp rất là trầm trọng rồi, mà lượng xe bà con qua lại mỗi ngày rất là đông. Và cô chú anh chị thấy có một cái chú nãy hỏi thôi mà chú nói một ngày qua lại là 4 quận, thì cô chú anh chị thấy đó số lượng những bà con khác thì sao. Ở trong khi cái cầu này là cầu của xã luôn, bởi vì đó là lượng xe với lại người qua lại rất là nhiều, mà đi cây cầu yếu như vậy đó cô chú chị thì thấy rất là nguy hiểm luôn. Dạ cho nên có được cây cầu mới này bà con người ta rất là mừng nha. Và Yến cũng xin nói lại lần nữa về cái phần cầu của mình, thì chiều ngang của mình là 3,2 m, chiều dài là 26 m, và kinh phí của xây dựng cây cầu này là 232 triệu đồng. Dạ, tại vì cây cầu của mình rất là lớn cô chú anh chị, nếu mà so xét ra thì cây cầu này kích thước là lớn hơn rất là nhiều so với những cây cầu trước mình xây. Giống như cây cầu số 8 chuẩn bị là vài bữa nữa mình khánh thành luôn rồi đó cô chú anh chị. Thì cầu số 8 bữa mình xây thì chiều ngang chỉ có 2,5 m thôi, chiều dài là 26 m, nhưng mà chiều ngang nó ngắn cho nên nó là cái kinh phí nó cũng rẻ hơn, nó cũng rẻ hơn được vài chục triệu. Do cầu này vừa bự chiều ngang mà vừa chiều dài nữa cho nên nó cái số tiền nó mới cao như vậy nha. Bữa giờ Yến cũng rất là lo sợ là không có được đủ cái số tiền để xây dựng cái cầu này, nhưng mà tới hôm nay thì đã đủ rồi, và cũng cái thời gian thì cũng khá là nhanh cho nên Yến mừng dữ lắm luôn nha. Bây giờ Yến sẽ đọc tên các cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cái cầu yêu thương số 10 này của mình nha cô chú anh chị. Tổng số tiền mà Yến nhận được cho cầu là 238 triệu 277 ngàn đồng. Dạ, trong đó thì có gia đình chị Amy ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4 triệu 716 ngàn đồng, gia đình anh Kỳ ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, chị Tiffany ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4 triệu 716 ngàn đồng, chị Khánh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, chị Cindy Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4 triệu 716 ngàn đồng, chị Mỹ ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1 triệu 778 ngàn đồng, anh Jason ở Vancouver, Canada gửi tặng 200 Canada tương ứng 3 triệu 556 ngàn đồng, anh Jen, chị Bình ở Canada gửi tặng 300 Canada tương ứng 5 triệu 334 ngàn đồng, một chị Mạnh Thường Quân không nói tên gửi tặng 2 triệu đồng, chú Mạnh Thường Quân L ở Mỹ gửi tặng 500 ngàn đồng, dì Huỳnh Kim Hiền ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng, cô Huỳnh Huyền Trân và chú David Mắc ở Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ tương ứng 7 triệu 074 ngàn đồng, cô chú Mạnh Thường Quân ở Florida, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, gia đình cô Tina ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, cô chú Diệp Thế Minh ở Oregon, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 350 Canada tương ứng 6 triệu 223 ngàn đồng, hai bé là Evie Trần và Minh Lợi Nguyễn ở bên Úc gửi tặng 200 đô Úc tương ứng 3 triệu 174 ngàn đồng, em Lý Phạm Như Thuận ở bên Úc gửi tặng 75 đô Úc tương ứng 1 triệu 191 ngàn đồng, chị Mai ở Auckland, Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng, gia đình bà Úc ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4 triệu 716 ngàn đồng, anh chị An Tiến ở Canada gửi tặng 8 triệu 060 ngàn đồng, chị Liễu Anh Bang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, cô Ngọc Châu, chú Thanh Kim ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, cô Nico Võ ở Pháp gửi tặng 1 triệu đồng, chú Minh ở Sài Gòn gửi tặng 1 triệu đồng, sư cô Phúc Nhơn, chị Ngọc Diệp, chị Thu Nga xếp chuyện hương thực phẩm ở bên Úc gửi tặng 3 triệu đồng, gia đình anh chị Tuấn Thanh ở Mỹ gửi tặng 350 đô Mỹ tương ứng 8 triệu 253 ngàn đồng, ông Vĩnh Phiêu ở bên Úc gửi tặng 1 triệu 500 ngàn đồng, cô Nhung Trần ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, cô Cao Mỹ Lệ ở Canada gửi tặng 300 Canada tương ứng 5 triệu 334 ngàn đồng, cô Ngọc Thiên Kim ở Pháp gửi tặng 1 triệu đồng, bác Hoàng Văn Nhân ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, chị Khay Thi Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4 triệu 716 ngàn đồng, hai bác là Sen Đặng và Sang Phạm và Mandy ở bên Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ tương ứng 7 triệu 074 ngàn đồng, anh Minh Hạnh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2 triệu 358 ngàn đồng, bạn Jennifer Kreis ở Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ tương ứng 7 triệu 074 ngàn đồng, anh John ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng,
chú Thanh và cô Trần Thị Kim Tú ở Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ, tương ứng 7.074.000 đồng. Mạnh Thường Quân, Anochia ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Cô Lan Tia Sai ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Chú Dũng ở San Jose, Cali, Mỹ gửi tặng 2.350.000 đồng. Cô Kim Phượng Trầm ở Canada gửi tặng 5.278.000 đồng. Chú Nguyễn Văn Nguyễn ở bên Úc gửi tặng 3.000.000 đồng. Cô Úc ở bên Úc gửi tặng 100 đô Úc, tương ứng 1.587.000 đồng. Cô chú Vân ở Texas, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Cô Bốn ở Vợ Chính Nhà, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Cô Dung, chú Vinh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Chú Dương Thanh Nhã ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4.716.000 đồng. Cô Thanh, chú Long ở Colorado, Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4.716.000 đồng. Cô Nga và các em ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.179.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Đoan Trang gửi tặng 500.000 đồng. Cô Hà, chú Thành ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân không nói tên có gửi vào tài khoản của Yến Giúp Cầu số 10 là 200.000. Và chị Kelly Lý Thị Trâm ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4.716.000 đồng. Cô Hoa Hồ ở Mỹ gửi tặng 2.300.000 đồng. Cô Nhung Lê ở Mỹ gửi tặng 2.300.000 đồng. Chú Lưu Thành và Sa Mỹ Ý ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4.716.000 đồng. Cô Lê Kim Hoa ở Cali, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Cô Trầm Mỹ Liên ở Mỹ gửi tặng 4.700.000 đồng. Cô Ngọc Lan Nguyễn ở Bellevue, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Hai bạn là Trần Thủy và Trần Kevin ở Paris, Pháp gửi tặng 5.000.000 đồng. Chị Thủy Trà ở bên Úc gửi tặng 2.500.000 đồng. Chú Đức, cô Phấn ở Bellevue, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Cô Đặng Liên ở Phú Nhuận, Sài Gòn gửi tặng 1.000.000 đồng. Anh Hoàng Phạm ở Phú Nhuận, Sài Gòn gửi tặng 1.000.000 đồng. Chú Tài, cô Bích ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Bà Trương Thị Hành, chú Nguyễn Tấn Dũng ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Chú Anthony Đòn, các em là Jimmy Đòn, Danny Đòn và Johnny Đòn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.358.000 đồng. Gia đình bác Tú Chi ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Gia đình anh chị Liên Nguyên ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Gia đình chị Mỹ và hai con Khang Khải ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Gia đình chị Bích Anh Dũng ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Gia đình chú Thành và cô Lý Thị Ma Si ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4.716.000 đồng. Gia đình của anh Lý Hòa Na, cô Mom Ray Lim ở Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ, tương ứng 7.074.000 đồng. Cô Danh Kha Thi Phương ở Mỹ gửi tặng 500 đô Mỹ, tương ứng 11.790.000 đồng. Tổng số tiền ghi nhận được là 238.277.000 đồng. Dạ. Vừa rồi cô chú nghe qua danh sách đó là rất là dài luôn, cho nên là cây cầu của mình thì kinh phí nó nhiều và số tiền nhận được cũng rất là nhiều. Thật sự mà nói là hôm bữa lúc mà Yến quay cầu này á, lúc đó cái phần quỹ của Yến á là chưa được phân nửa nữa. Và khi mà nghe thợ báo về cái giá tiền mà xây cầu á thì Yến rất là lo lắng, là sợ là không có khả năng nào mà kêu gọi đủ để cho cây cầu này hết. Mà tới ngày hôm nay thì đã đủ và có dư ra một chút đỉnh nữa. Thì Yến rất là mừng, mà một lần nữa rất cảm ơn với cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ để cho bà con có cây cầu mới này để đi lại thuận tiện. Thì Yến sẽ cố gắng tranh thủ, mình sẽ vô cập nhật những cái tiến độ công trình để cho cô chú anh chị xem về cây cầu này. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và Yến cũng xin chia sẻ, hôm bữa là Yến có nói về cây cầu yêu thương số 11, đó là cây cầu sắt hai nhịp. Bà con ở trong cái xóm đó đi qua đi lại rất là đông. Hôm bữa Yến có chia sẻ, nhưng mà do là cái thời gian Yến chia sẻ thì cũng cận với cây cầu này, cho nên tới ngày hôm nay Yến cũng nhận được cái cầu đó thì cũng rất là ít cái phần giúp đỡ. Yến cũng rất là mong có thể nhận được thêm sự ủng hộ giúp đỡ của quý cô chú Mạnh Thường Quân, giúp đỡ thêm cho cây cầu yêu thương số 11. Để cây cầu đó thật sự là cũng rất là cần thiết với bà con hơn cô chú anh chị. Mà cầu đó thì lại là cầu sắt nữa, và người ta qua lại té rất là nhiều luôn. Và một lần nữa Yến xin cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video này của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.